Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Vân Hồ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trang cơ sở hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn gương người tốt việc tốt, cựu chiến binh tiêu biểu học và làm theo Bác. Cuối chương trình là phóng sự Vân Hồ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Xuất ngũ trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tình, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tô Múa, huyện Vân Hồ đã phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân noi theo. Thứ nhất, Kinh Kỳ, thứ nhì, Phố Hiến. Sau khi học xong cấp 3, tháng 3 năm 1986, người thanh niên Nguyễn Văn Tình đã tình nguyện lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, Bộ binh cơ giới và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại tỉnh Lạng Sơn. Năm 1988, anh xuất ngũ trở về địa phương. Đến năm 1995, với ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, anh rời quê hương Hưng Yên lên xây dựng kinh tế mới tại xã Tô Múa, huyện Mộc Châu, nay là huyện Vân Hồ. Trưởng thành trong môi trường quân đội, cùng bản tính cần cù và quyết tâm vượt khó vươn lên, anh đã biến khó khăn thành động lực, từng bước phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương thứ hai của mình. Khi tôi bước chân lên trên này, nói thật mấy này, anh em không làm, nó khó khăn lắm, nó vất vả lắm. Cho nên trên này chủ yếu mấy bà con là đi kinh doanh tí ngô, tí sắn, tí rong, tí chóc vào. Thế khi quá trình lên đến nơi rồi thì mình sẽ xây dựng dần nên là cái mô hình của mình làm nên là thấy bà con nó khó khăn vất vả thì mình tự nghĩ ra tự làm. Tôi cũng làm mô hình để xây dựng nên, trước là cái cơ sở kinh doanh mình kiếm thêm đồng tiền, hai là để giúp cho bà con, anh em, bạn bè, chứ đồng đội mỗi người hỗ trợ nhau. Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, nhờ siêng năng, chịu khó làm ăn, tích lũy, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Tình đã mở rộng kinh doanh, xây dựng lò sấy ngô, cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng xăng dầu ngay tại trung tâm xã với mức thu nhập trên 300 triệu đồng trên năm. Với suy nghĩ, giúp người là giúp mình, gần 30 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tình đã chủ động hỗ trợ bà con nhân dân, hội viên cựu chiến binh của xã những lúc khó khăn, tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động địa phương với mức lương ổn định. Đồng chí Tỉnh là một đồng chí rất là tiêu biểu, rất gương máu mà chấp hành rất tốt những điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đề ra, là người chịu khó chịu khổ đã tham gia là vừa phong trào của hội nói riêng và của trong bản tiểu khu nói chung, phối hợp chúng tôi là để phát động giúp đỡ bằng tiền hoặc là bằng công bằng sức, giúp đỡ anh em những đối tượng, những hội viên đã cùng khó khăn. Đồng chí Nguyễn Tiến Tỉnh là đồng chí quê thì ở Hưng Yên, xong là về xã Tô Múa để xây dựng phát triển kinh tế. Thì hôm qua rất nhiều cái khó khăn, từ những cái thời mà khó khăn về cả đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Tuy nhiên là đồng chí cũng giữ vững cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó ngại khổ, tìm tòi và làm mọi điều, mọi cái vấn đề mà không vi phạm pháp luật để phát triển kinh tế. Gắn bó gần cả cuộc đời với mảnh đất Tô Múa, huyện Vân Hồ, bằng đôi tay lao động cần cù, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tình đã xây dựng một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tình còn tích cực gương mẫu đi đầu trong công tác hội và phong trào cựu chiến binh ở địa phương, được các cấp hội ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa, khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi cựu chiến binh, trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Hồ đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể huyện nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự quốc phòng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhờ đó, công tác quân sự quốc phòng của huyện luôn đảm bảo, thống nhất, chặt chẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao là nội dung quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ban Chỉ huy quân sự huyện vừa tham mưu, vừa tổ chức kiện toàn, điều chỉnh lực lượng đảm bảo cơ cấu hợp lý, cân đối. Trọng tâm là xây dựng, điều chỉnh, tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, tổng hợp, sức mạnh chiến đấu bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ và đạt kết quả tương đối toàn diện. Kịp thời bổ sung, kiện toàn, luyện tập các phương án chiến đấu và duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, đào tạo diễn tập thiện, chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có nhiều đổi mới và nâng cao theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện chiến đấu với huấn luyện chiến dịch, giáo dục đào tạo. Năm 2023 đã hoàn thành huấn luyện cán bộ thường trực với 8 đồng chí tham gia, mở 3 lớp tập huấn tại huyện cho 214 đồng chí là dân quân tự vệ trong toàn huyện, thực hiện huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho 33 trên 34 đồng chí. Kết quả đạt loại khá, huấn luyện mở rộng lực lượng dân quân tự vệ cho 1.191 trên 1.193 đồng chí, đạt 99,8%. Đặc biệt, trong năm đã phối hợp tổ chức thành công 4 cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại các xã Triềng Khoa, Mường Men, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Xuân Nha, Triềng Xuân, Quang Minh, Mường Tè, diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn xã Tân Xuân. Quá trình diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt cụ thể hóa các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đến tất cả lực lượng vũ trang của huyện. Từ đó xây dựng kế hoạch tiến trình biểu, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng đầy đủ sát với tình hình thực tế. Từ đó nâng cao nhận thức cho lực lượng vũ trang về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Từ đó phân công cắt cử lực lượng trực tiếp huấn luyện, thực luyện giáo án thông qua giáo án và làm tốt các công tác chuẩn bị từ con người đến cơ sở vật chất. Quá trình tổ chức thực hiện huấn luyện thì thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, công tác đảm bảo an toàn huấn luyện. Từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sau khi nhận được cái kế hoạch diễn tập thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy ban xã xây dựng cái văn kiện diễn tập. 100% là quân số tham gia thì sau diễn tập là bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Nhưng hàng năm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã thì được tham gia tập huấn tại trung đoàn 754 tỉnh. Thì qua đó thì luôn nâng cao cái trình độ chuyên môn của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ và nhân dân trong xã thì nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiểu rõ ý tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, từ đó góp phần xây dựng cơ sở luôn vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, huyện Vân Hồ cũng đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động xây dựng và quản lý nguồn, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định với phương châm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, tuyển người nào, chắc người đó, góp phần vào hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao với chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Trung tuần tháng 11 vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho 275 công dân có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi đã qua sơ tuyển tại 14 xã trên địa bàn. Tiếp tục ra soát,
phân loại công dân đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất để triển khai các bước theo đúng quy trình. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm. Trong năm đã tổ chức 9 lớp giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 630 đồng chí, giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.476 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là cơ sở quan trọng để củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại địa phương. Bám sát phương châm, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, và phong cách vận dụng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Công tác dân vận khéo tiếp tục được Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, đạt được hiệu quả, thiết thực, vững chắc, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, nhiều chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đã được truyền tải đến nhân dân qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, triển khai các mô hình dân vận khéo tại các xã, bản, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Thành lập các tổ công tác, bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh chính trị, khu vực có hoạt động truyền và học đạo trái pháp luật để tuyên truyền giúp nhân dân hiểu được quan điểm, chính sách, đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, nhà nước, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Duy trì có hiệu quả mô hình dân vận khéo, đồng hành cùng em đến trường, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, làm tốt chính sách, hậu phương quân đội. Nhà em ở Bản Lái, xã Tân Xuân, gia đình nhà em rất khó khăn và năm ngoái đến giờ là em đã được các chú ban quân sự huyện hỗ trợ tiền sinh hoạt và tiền mua quần áo, tiền học tập cho em. Em rất vui và em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ và các chú ban quân sự huyện. Phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ bằng nhận thức tình cảm và tâm huyết của mình, mỗi cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khắc phục khó khăn gian khổ, thiện phương châm bám dân, bám địa bàn, là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc đã được các cấp khen thưởng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, nhiệm vụ 2024 là tập trung vào các nội dung, đặc biệt là quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, sẽ làm tốt công tác tuyển quân cũng như là công tác quân sự quốc phòng năm 2024, chỉ đạo các cơ sở xã trong toàn huyện thì ban hành các cái ban hành nghị quyết, ban hành các cái kế hoạch, chỉ đạo là khám sơ tuyển ở cấp xã, bảo đảm đúng theo cái quy định, hướng dẫn công khai minh bạch ở dưới cơ sở, tổ chức huấn luyện dân quân theo đúng kế hoạch chương trình và theo luật dân quân quy định, kiểm tra các cơ sở đều hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà theo ý định của cấp trên. Đóng góp vào chặng đường lịch sử 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Hồ nói riêng, lực lượng vũ trang huyện nói chung tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng Vân Hồ vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở huyện Vân Hồ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.